Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tứ hợp viện. Cưới vợ nhạc khỉ la, mọi người toàn điên về phùng duệ xuyên qua thập niên 60, trưởng thành, cầm mãn tứ hợp viện, bên trong một tên hộ gia đình bình thường. Năm đó tần hoài như chê nghèo yêu phú, cùng phùng duệ đưa ra lời chia tay, ngược lại gã cho cổ đông hút, còn cùng hàng xóm xa lánh phùng duệ. Vài năm sau, di dòng út qua đời và cuộc sống của gia đình anh ngày càng khó khăn mà phùng duệ lại thức tỉnh ký tên vào hệ thống cuộc sống càng ngày càng náo nhiệt còn ở trong đêm tuyết lạnh nhặt được một tiểu khất cái tên là nhạc khỉ la nguyên bản phùng duệ chỉ cho rằng nhạc ỷ la và kiếp trước chỉ là trùng hợp nhưng theo bà lão điếc chết đi sống lại đại náo tang lễ cổ trương thị ban đêm gặp ác mộng ngày càng gầy gò gầy như củi dịch trung hải lão nói mơ thấy giả đông hút ở trong nhà mình nhìn thấy nhạc khỉ la cắt giấy nhân Phùng Duệ mới phát hiện, tất cả dường như không đơn giản như vậy. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Không không một người tại tứ hợp viện, thê tử của ta nhạc khỉ la. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu giả chủng nhà Phùng Đại Hải, từ mấy tháng trước cưới một tiểu tiện nhân, ngày nào cũng ăn ngon uống cây. Cũng không biết tiếp tế giả gia chúng ta một chút đáng đời tên tiểu giả chủng này từ nhỏ đã chết cha mẹ. Những năm sáu không? Bốn chín thành. Đang là tháng mười, tháng chạp trời đông giá rét. Trong một tòa tứ hợp viện ba vào ba ra, tuyết động rơi đầy ngói trên mái hiên. Trung viện cổ gia. Lợn béo cổ trương thì xuyên qua cửa sổ nhà mình, nhìn phùng duệ gia đối diện, miệng mắng chửi đỉnh đạt. Trong mắt tràn ngập vẻ không vui. Bà nội, bà nội, cháu muốn ăn mì cháu muốn ăn mì. Tiểu Bạch Nhãn Lan bỗng ngạnh năm nay năm tuổi, hắn ngửi từ phùng duệ da bay ra mùi thơm. Nhất thời nước miếng chảy xuống. Một phát bắt lấy ống tay áo cổ trương thị, lập tức ồn ào lên. Bà nội, con cũng muốn ăn mì, con còn muốn ăn thịt. Ăn thịt, ăn thịt. Tiểu đương năm nay ba tuổi, hòe hoa hai tuổi. Cổ gia hai tiểu nữ hoa này, lúc này cũng là ồn ào lên. Vây quanh cổ trương thị, ồn ào ăn thịt cổ trương thị bị ba đứa cháu trai là hét có chút không kiên nhẫn cô tức giận trực tiếp tát một cái vào mặt tiểu đương bốp tức giận trừng mắt nói ha ha ăn cả ngày chỉ biết ăn 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 chết các ngươi các ngươi hai cái này bồi thường hàng từ nhỏ chính là khắc chúng ta giả da nếu như không phải bởi vì các ngươi đông hút lại làm sao có thể sẽ chết trên khuôn mặt mập mạp của cổ trương thị thịt mỡ run rẩy. Có lẽ là bị khí thế hung ác này của cổ trương thị làm cho kinh sợ. Tiểu đang bị cổ trương thị tác một cái. Nhất thời sợ tới mức cả người run rẩy, sững sờ không dám nói chuyện. Hốc mắt lại đỏ lên. Hoa. Hoè hoa không hiểu chuyện, nghe được thanh âm này, lại nhất thời ngao ô một tiếng. Trực tiếp khóc lên. Sao vậy? Tiểu đang, sao hai người lại khóc? mẹ, bà nội bị lừa rồi. Tần Hoài lúc này đang giặt quần áo từ hồ nước công cộng trong sân. Đang bưng chậu sắt từ ngoài phòng đi vào. Nhìn thấy tiểu đương còn có hoa hòe khóc. Trên mặt tiểu đương còn có một dấu bàn tay hồng hồng. Lại nghe bỗng ngạnh nói cổ trương thị chơi xấu, sắc mặt Tần Hoài như nhất thời có chút khó coi. Hai cái hàng bồi thường nên đánh, nhìn nhà phùng đại hải ăn mì, liền la hét cũng muốn ăn ta không đánh các nàng mới là lạ. Cổ trương thị đen mặt, tần hoài như cũng dám chất vấn mình. Cô lập tức có chút không vui. Vậy ngài cũng không thể đánh hài tử A. À? Tần hoài nghe vậy. Nàng nhất thời liền mất hứng. Hay cho tần hoài như nhà ngươi, ta không đánh bọn họ, chẳng lẽ ngươi đi tìm mì cho bọn họ ăn, nhà chúng ta sắp không mở nồi rồi. Phùng Duệ tiểu giả chúng lại ở trong phòng cùng tiện nữ họ nhạc kia ăn ngon uống cay, quả thực chính là súc sinh ngươi làm mẹ như thế nào ngươi cũng không biết đi cùng người ta phùng duệ mượn chút bột mì ta cũng không đến mức đánh các nàng a à. cổ trương thì càng nói nàng càng tức giận lại nhìn thoáng qua phương hướng phùng gia đang ở trong viện sắc mặt càng thêm khó coi mẹ mẹ cũng biết quan hệ giữa nhà chúng ta với phùng duệ con đi mượn bún gạo anh ấy chắc chắn sẽ không cho con mượn tần hoài nghe vậy trong thần sắc có chút khó xử. Bây giờ là năm sáu không? Di dòng út qua đời cách đây ba năm. Năm năm trước, Tần Hoài Như đã từng cùng Phùng Duệ tương thân, nhưng là nàng về sau ghét bỏ Phùng Duệ nhà nghèo bốn bức tường, cuối cùng xoay người nhào vào trong ngực cổ Đông Húc. Kết hôn với giả Đông Húc. Chỉ là làm cho Tần Hoài như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cổ Đông Húc cái này đoạn mệnh quỷ dĩ nhiên tại ba năm trước, cùng chính mình cố gắng phấn đấu thời điểm trực tiếp nấc cục trắm. Ba đứa trẻ trong nhà muốn lôi kéo, Tần Hoài rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận công việc kìm kẹp của giả đông hút ở xưởng cán thép. Làm một thợ kìm cấp một ở phân xưởng đầu tiên của nhà máy cán thép. Lương một tháng 27 đồng năm. Năm nay, vật tư thiếu thốn, lương thực một người một tháng là 5 đồng. Mà một nhà cổ gia 5 người. Có thể tưởng tượng được. Cổ gia gần đây có bao nhiêu khó khăn? khác với khó khăn của giả gia. Cuộc sống của Phùng Duệ càng ngày càng tốt. Không chỉ có nửa năm trước ở phân xưởng thứ hai của nhà máy thành công thăng cấp 4, tiền lương một tháng 54 đồng, còn cưới một lão bà xinh đẹp tên là Nhạc ỷ La. Mỗi ngày ăn ngon, uống ngon. Cuộc sống gia đình tạm ổn làm cho hộ gia đình đầy sân hâm mộ không được. Tần Hoài như đột nhiên có chút hối hận. Mẹ, chúng con đói bụng quá. Đúng vậy, mẹ, chúng con đói bụng rồi mẹ tiểu bạch nhãn lan ngạnh ông lấy tay tần hoài như miệng hắn la hét tiểu đương cùng hòe hoa bọn họ lúc này cũng là ồn ào lên tần hoài như bị ba tên bạch nhãn lan này la hét đến trong lòng nhất thời đau đớn cổ trương thị hừ lạnh một tiếng muốn ta nói ngươi hiện tại liền đi cùng phùng duệ mượn chút bột mì lại đây nể mặt ngươi ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng cổ trương thị hừ hừ nói phải đợi tên ngốc kia trở về, nhà chúng ta sắp chết đói rồi. Ngốc trụ mấy năm nay một mực tiếp tế giả gia. Cổ trương thị tự nhiên nhìn ra được chút tâm tư nhỏ nhoi trong lòng ngốc trụ. Bất quá trong mắt nàng, tên ngốc trụ kia chính là một cái chày gỗ. Tiếp tế nhà bọn họ, đó là việc nên làm. Ai? Bị cổ trương thị nói như vậy. Tần hoài như lại nhìn thoáng qua bỗng ngạnh và tiểu đương, hai người hòe hoa trong lòng lại đau đớn. Cô thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua phương hướng nhà phùng duệ đối diện. Cô đặt chậu rửa mặt lên bàn. Sửa sang lại cách ăn mặc của mình một chút. Để lộ cổ áo ra một chút. Lúc này mới trực tiếp rời khỏi phòng. PS Sách mới thượng tuyến, hy vọng mọi người thích. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 002, nhạc khỉ la làm mặt, tần hoài như tới cửa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khỉ la, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm mì. Hơn nữa còn làm ngon như vậy. Tình huống của cổ gia Phùng Duệ là không rõ ràng lắm. Bất quá lúc này hắn đang ở trong phòng mình, nhìn nhạc khỉ la đối diện, trong lòng lại vui sướng. Lão bà mình nhặt được này, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp còn làm được một tay đồ ăn ngon, đặt đầu năm nay, đi đâu tìm đây. Phùng Duệ, chỉ cần em thích ăn, anh sẽ làm cho em, em vui là được rồi. Nhạc khỉ la nhìn Phùng Duệ. Trong đôi mắt đẹp tinh quái hiện lên dị sắc. Cô cười dí dỏm. Mặc dù mặc áo bông đỏ thẫm, nhưng không che giấu được sự linh động trên người nàng. Làm cho người ta thấy, trong lòng càng thêm thích. Được, đây chính là ngươi nói, không được hối hận phùng duệ nghe vậy cười hắc hắc cạo vào mũi nhạc khỉ la một cái nhạc ỷ la nghe vậy không khỏi che miệng cười đương nhiên rồi nàng cười nói nhìn nhạc ỷ la cười rộ lên động lòng người như vậy trong lòng phùng duệ không khỏi có chút cảm khái từ khi chính mình xuyên qua đến trầm mãn tứ hợp viện thế giới này đã qua năm năm cũng giống như trong kiếp trước rất nhiều tiểu thuyết tứ hợp viện Phung Duệ cũng đã trải qua quá trình tần hoài chê nghèo yêu giàu. Tự mình trải nghiệm là một chuyện. Hắn vốn tưởng rằng mình đến, có thể thay đổi tần hoài như, nhưng sắc mặt xấu xí của người phụ nữ này. Cuối cùng để Phung Duệ hoàn toàn thấy rõ. Vốn cho rằng mình sẽ ở thế giới này cứ tiếp tục sa sút như vậy. Không nghĩ tới ở 7 ngày trước, ký đến hệ thống khoan thai đến chậm. Tác dụng chủ yếu của hệ thống ký tên này là ký tên hàng ngày mỗi ngày ký một lần. Chỉ cần ký được là có thể đạt được các loại vật tư, tỉ như phiếu lương thực, phiếu dầu khang hiếm thời đại này, hơn nữa đều có lai lịch chứng minh. Bất quá làm cho Phùng Duệ càng thêm cao hứng vẫn là chính mình ở nửa năm trước. Trong đêm tuyết rơi, nhạc được nhạc khỉ la. Cái này nhạc ỷ la cùng chính mình kiếp trước xem, vô tâm pháp sư bên trong cái kia phúc hắc tiểu lô ly tên giống nhau hơn nữa khiến phùng duệ có chút kinh nghi chính là tướng mạo của người vợ tiện nghi nhạc ỷ la thế nhưng cùng kiếp trước trong phim truyền hình cái kia phúc hắc tiểu lô ly chính phần tương tự nguyên hiện phùng duệ còn hoài nghi nhạc ỷ la có phải là nhạc ỷ la hay không bất quá thông qua quan sát nửa năm qua phùng duệ cảm thấy hẳn là không có khả năng đinh hôm nay ký đến đã đổi mới có phải ký đến hay không ngay tại nhạc khỉ la chống hai tay Nhìn Phùng Duệ ăn mì. Tiếng máy móc hệ thống vang lên trong đầu. Ký vào. Phùng Duệ không chút do dự trực tiếp đồng ý. Chúc mừng chủ ký sinh ký đến thành công, thu được đặc thù thể kỹ năng. Lục khố tiên tặc, phải chăng dung hợp. Lục khố tiên tặc. Xem kỹ năng đặc biệt này. Phùng Duệ thân hình không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt hắn sáng lên. Đây không phải là kỹ năng trong một bộ anime kiếp trước sau kỹ năng này rất cường đại, được xưng là thánh nhân đạo, nghịch thiên chính là, chỉ cần ngươi biết ăn. Là có thể đem đồ ăn vào. Hết thể chuyển hóa thành năng lượng, sau đó nuôi ngược bản thân. Cuối cùng để cho thân thể người có được kỹ thuật này, phát sinh lột xác ở trình độ nào đó. Thậm chí có thể trường sinh. Cái này cũng có chút nghịch thiên. Dung hợp. Khi lệnh rơi xuống. Một cổ tin tức huyền diệu trực tiếp tràn vào trong đầu phùng duệ mà phùng duệ vào giờ khắc này. Rõ ràng có thể cảm giác được đan điền của mình. Một luồng khí thần bí tràn vào. Khí này tạo thành một khối không khí, không ngừng xoay quanh trong cơ thể, sau đó phân tán ra. Văng, lầm lẫn, giả dối. Ngay lúc này, Phùng Duệ chỉ cảm thấy khí huyết quanh thân tăng tốc lưu động. Cả người cũng trong nháy mắt này trở nên tinh khí thần mười phần. Thậm chí có một loại ảo giác chính mình một quyền đánh ra coi như là được xưng tứ hợp viện chiến thần ngốc trụ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình đây là sự tự tin của phùng duệ thậm chí chỉ cần chính mình không ngừng ăn về sau có thể trở nên càng mạnh hơn phùng duệ cũng cảm giác lục khố tiên tặc nghịch thiên hả nhạc ỷ la vốn đang chống cổ tay nhìn phùng duệ cô dường như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt nhìn về phía phùng duệ mang theo vẻ kinh dị Nhà đầu ngốc, trên mặt ta có hoa sao? Thu hồi suy nghĩ, kiềm chế rung động trong lòng. Phùng Duệ có chút kinh dị, nhìn về phía Nhạc Khỉ La. Ta cảm giác ngươi thật giống không giống. Nhạc Khỉ La có chút kinh ngạc nhìn Phùng Duệ. Nàng cảm giác Phùng Duệ tự hồ đã thay đổi thành một người khác. Đôi mắt đẹp linh động nhìn Phùng Duệ. Tự hồ muốn nhìn thấu Phùng Duệ, nhưng lại cảm giác có chút nhìn không thấu cái gì không giống có phải trở nên đẹp trai hay không phùng duệ cười hắc hắc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nhạc khỉ la ngươi cũng biết tự mãn mà nhạc khỉ la lường phùng duệ một cái trong lòng mặc dù có chút kinh nghi bất định nhưng bị phùng duệ thao tác chẳng biết xấu hổ này vẫn làm cho sắc mặt đỏ lên nàng dí dõm liếc phùng duệ một cái thấy một màn như vậy trong lòng Phùng Duệ càng thêm ngứa ngáy. Cốc cốc cốc. Sau đó Phùng Duệ đang định điều cô vợ nhỏ nhạc ỷ la này một chút. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Nghe được tiếng gõ cửa, Phùng Duệ nhíu mày. Cái này mẹ nó, đang êm đẹp. Không phải là cây chu yên ngốc nghếch kia sao? Nhà mình ở trung viện, đối diện giả gia. Tứ hợp viện này ba vào ba ra tiền viện ở chính là tam đại gia diêm phụ quý còn có hộ gia đình khác. Mà trung viện ở lại là giả gia, ngốc trụ, lão thái thái điếc, dịch trung hải còn có phùng duệ bọn họ. Hậu viện ở chính là quan mê nhị đại gia còn có hứa đại mậu bọn họ. Đáng nói chính là trong viện này. Ngoại trừ phùng duệ còn có con trai lớn của nhị đại gia lưu quan tề bọn họ kết hôn. Trước mắt ngốc trụ còn có hứa đại mậu bọn họ cũng không có kết hôn. Phùng Duệ không công nhặt được một lão bà xinh đẹp. Mấy ngày nay, nếu nhất định phải nói trong lòng ai khó chịu. Vậy khẳng định chính là đám ngốc trụ và hứa đại mậu. Điều này giống như một người bạn đã hẹn hò độc thân và đột nhiên kết hôn. Đổi lại trong lòng ai cũng không vui. t Sách mới thượng tuyến, cầu ủng hộ, cảm ơn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 003, tay tác Tần Hoài Như, cầu giúp đỡ ngươi muốn chút mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Là tôi, tôi là Tần Hoài Như. Ngoài cửa, thanh âm Tần Hoài Như vang lên. Tự hồ là để cho thanh âm của mình nghe càng êm tai. Thanh âm Tần Hoài Như vô cùng dịu dàng. Tôi đi mở cửa một chút. Nghe được là Tần Hoài Như. Phùng Duệ nhíu mày quay đầu nhìn thoáng qua nhạc ỷ la, nói ra. Nhạc khỉ la khẽ ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì, gật gật đầu. Phùng Duệ lúc này mới đứng dậy. Trực tiếp đi tới cửa nhà, mở cửa phòng. Vừa lúc nhìn thấy Tần Hoài đang tươi cười đứng ở cửa nhà. Người phụ nữ này năm nay ước chừng 27, bởi vì chồng đã chết. Sinh ba đứa con, chính là độ tuổi tốt nhất của người phụ nữ. Khóe miệng phải còn có một nốt ruồi dáng người cũng nên lội ra địa phương nên đẩy đà đẩy đà nói trắng ra chính là dễ sinh sản vừa thấy phùng duệ mở cửa phòng tần hoài không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt qua phòng phùng duệ khi nhìn thấy nhạc khỉ la nhạc khỉ la lúc này vừa vặn nở nụ cười với nàng vô luận là dung mạo hay là những thứ khác đều làm cho tần hoài như tự ti mặc cảm trong lòng nàng không hiểu liền cảm thấy có chút không thoải mái tần hoài như có chuyện gì không thấy tôi đang ăn cơm với ỷ la nhà tôi sao? Thấy là Tần Hoài Như, sắc mặt Phùng Duệ lập tức đen xuống. Đối với nữ nhân này, Phùng Duệ hiện tại một chút hảo cảm cũng không có. Phùng Duệ, thật ngại quá, ta cũng không phải muốn quấy rầy các ngươi, ngươi cũng biết, nhà ta đồng hút chết ba năm, trước khi chuyện giữa chúng ta liền đi qua. Gần đây nhà chúng ta thật sự có chút không qua nổi, ngươi xem có thể hay không. Tần Hoài như liếc nhìn bát đổ trên bàn ăn trong nhà Phùng Duệ. Ngửi mùi mì dương xuân kia. Không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Vành mắt cô đỏ lên, trong nháy mắt nước mắt sắp rơi xuống. Thanh âm nghẹn ngào, làm cho người ta thấy mà thương. Tần Hoài như, đông hút nhà cậu chết rồi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Còn có, nhà ngươi cuộc sống trôi qua không được, này ngươi hẳn là tìm trong viện một đại gia còn có ngốc trụ bọn họ a à, nhà của ta cũng không có dư thừa lương thực ngươi muốn cho ta hỗ trợ việc này ta không giúp được phùng duệ cười lạnh trong lòng trước kia cũng không có cảm giác nhưng là mấy năm qua từ khi đi tới thế giới này lâu như vậy sắc mặt tần hoài như còn có mọi người trong sân xa lánh hắn hắn làm sao lại không rõ ràng lúc này hắn cũng không có nửa điểm thương tiếc tần hoài như phùng duệ ta biết trước kia thật là ta không tốt nhưng là chúng ta trước kia cũng dù sao bằng hữu một hồi, hơn nữa cũng ở một cái trong viện, ngươi liền giúp nhà chúng ta đi." Tần Hoài như thấy Phùng Duệ không thèm để ý tới nàng. Nàng nhất thời có chút nóng nảy. Nước mắt tí tách tí tách liền chảy xuống. Ánh mắt nàng lại nhìn thoáng qua trong phòng. Nhất định là Phùng Duệ cưới tên Hồ Ly tinh Nhạc Khỉ La này. Bằng không làm sao đối với mình thờ ơ? Vương nghĩ tới mị lực của mình đã không thể sinh ra tác dụng với Phùng Duệ, Tần Hoài như cắn chặt trăng. Cô cố tình kéo cổ áo của mình xuống. Muốn Phùng Duệ nhìn thấy tâm ý của mình. Cút. Bùng. Nhưng Phùng Duệ lại không ăn nàng, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Còn mắng một câu cút. Cái gì? Cút. Tần Hoài giống như không thể tin được, Phùng Duệ lại để cho mình cút. Sao có thể thế được? ngày thường chính mình chỉ cần nói một câu hoặc là điềm đạm đáng yêu phùng duệ không được lập tức ngoan ngoãn bó tay chịu trói nhưng lần đầu tiên tần hoài gặp khó khăn như vậy phùng duệ bảo cô cúc cả người cô lập tức sững sờ tại chỗ phùng duệ tần hoài như thấy thế trong lòng cô tức giận trực tiếp gõ cửa lần nữa mết còn có xong hay không thấy tần hoài như nữ nhân điên này có chút cố tình gây sự Phùng Duệ sắc mặt lạnh lùng. Nhưng trong phòng, nhạc khỉ la lại đứng dậy cười nói. Đối phó với nữ nhân vẫn phải dùng phương pháp của nữ nhân, để ta đi. Người tới. Phùng Duệ nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Nàng cùng nhạc khỉ la hai người mới vừa kết hôn không lâu, ngày thường thấy nàng cũng là ôn nhu yếu ớt. Thấy nàng muốn đi lên. Nhất thời muốn nói gì đó, nhưng lúc này nhạc khỉ la đã trực tiếp tiến lên. Mở cửa ra phung duệ kết một tiếng cửa phòng bị mở ra tần hoài như lúc này đang muốn nói gì đó tiếp tục khóc lóc kể lễ một câu chợt nhìn thấy mở cửa phòng nhạc ỷ la vẻ mặt tươi cười nhìn mình nàng nhất thời sửng sốt nhạc gia mùi tử ta bốp mặc dù trong lòng tần hoài như khó chịu nhưng vẫn mở miệng chuẩn bị khách sáo với nhạc khỉ la hai câu nhưng không đợi tần hoài như vừa dứt lời khóe miệng nhạc ỷ la vốn cong lên. Lại trực tiếp giơ tay lên, tác vào mặt Tần Hoài như một cái. Một cái tác này, khiến Tần Hoài như cả người ngẩn ngơ tại chỗ. Tiếng bạc tai vang dội vang lên trong sân. Trong trẻo, vang dội. Người đánh ta như thế nào? Tần Hoài như trên mặt bị một cái bạc tai, cô rốt cục phục hồi tinh thần lại, có chút khó tin. Trừng mắt nhìn nhạc khỉ la sắc mặt nhạc khỉ la có chút lạnh như băng cười lạnh nói đánh anh sao tôi đánh chính là anh thân là quả phụ cuộc sống không đứng đắn còn chưa tính còn không biết xấu hổ đến nhà ta muốn tiếp tế ai cho ngươi mặt mũi ngươi nghĩ ngươi là ai bị lời này của nàng nói ra khỏi miệng tần hoài lập tức nghẹn lời có lửa trong tim cô ấy trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào đối với nhạc khỉ la nữ nhân này, trong lòng là ghi hận. Mà lúc này, Phùng Duệ đang nghiêm mặt. Đi tới cửa phòng. Phùng Duệ. Vành mắt tần hoài đỏ lên, trên mặt quả phụ, nước mắt không kìm được chảy xuống. Loại bộ dáng này, thật sự làm cho người ta nhìn vô cùng chua xót. Nàng vốn cho rằng Phùng Duệ nhìn thấy mình bị vợ hắn phát, nhưng là kế tiếp một phen nói. Tần Hoài như lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. PS. Sách mới thượng tuyến, cầu ủng hộ Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 004 Tần Hoài Như ăn quả đắng, một quyền có chiến thần ngốc trụ Bạn đang nghe tại truyện.audio Tần Hoài Như, vốn chúng ta ở chung một viện em không muốn nói gì Nhưng anh đừng có không biết xấu hổ, nhà anh có chuyện gì tôi mặc kệ nếu anh còn không biết xấu hổ như vậy. Đừng trách ta không khách khí, mau cút đi. Cút đi. Thanh âm chói tai như tần hoài nghe được, lại là nhục nhã của xích quả quả. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới ngắn mũi vài ngày nội, từ khi Phùng Duệ mang theo nhạc khỉ la cái này hồ ly tinh sau khi trở về. Phùng Duệ lại lạnh lùng với mình như thế. Càng làm cho nàng không thể tin được chính là, Phùng Duệ lại để cho mình cút. Phùng Duệ, Ngươi sao có thể như vậy, ta biết trong lòng ngươi, ngươi khẳng định vẫn có ta, nhà ta hiện tại đều không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn nhà chúng ta không sống nổi nữa? Ngươi tuyệt tình như vậy sao? Tần hoài như nước mắt tí tách rơi. Nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thậm chí cam nguyện hướng Phùng Duệ thừa nhận sai lầm của mình. Chính là muốn Phùng Duệ tiếp tế cổ gia bọn họ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Phùng Duệ này cũng quá tuyệt tình nhà anh không qua được thì liên quan quái gì đến tôi, cút. Phùng Duệ lúc này trong lòng cũng là mẹ nó. Trước kia lúc xem nguyên tác đã cảm thấy Tần hoài như nữ nhân này rất vô sĩ. Cả nhà giả gia điên cuồng hút máu ngốc trụ, tần hoài thậm chí vì để cho mình không mang thai, tự thắt dây an toàn cho mình. Nếu như lúc trước không phải lâu hiểu Nga sinh cho ngốc trụ một đứa con trai. Phóng chừng ngốc trụ liền tuyệt hộ. Cả nhà giả gia, chiếm lấy phòng ở của ngốc trụ, còn chiếm lấy tiền lương của ngốc trụ. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Hoài như nữ nhân này, có bao nhiêu chẳng biết xấu hổ. Xem bản gốc là một chuyện. Đó là kinh nghiệm cá nhân. Phung Duệ lại bị bộ dạng chẳng biết xấu hổ này của nàng. Bị chấn kinh một phen. Ngươi. Tần Hoài như thấy thế, trong lòng cô nhất thời vừa gấp vừa tức. Làm sao vậy? Náo nhiệt như vậy. Chị Tần, chị làm sao vậy? cổ bà tử, ai chọc giận ngươi. Ngốc trụ lúc này đang sách hộp cơm từ xưởng cán thép tan tầm. Đang suy nghĩ hôm nay làm sao để Tần Hoài Như khen ngợi mình một chút. Lại nhìn thấy trong viện. Tần Hoài Như khóc lóc thê lương, cổ bà tử mắng chữ dáng vẻ đỉnh đạt. Nhất thời sửng sốt. Ánh mắt dời đi, khi nhìn thấy nhạc ỷ la đang đứng trước cửa nhà phùng duệ. Trái tim nóng bỏng của ngốc trụ trong nháy mắt liền đập thình thịch con ngươi thiếu chút nữa dời không ra mà khi hắn nhìn thấy phùng duệ phía sau nhạc khỉ la lập tức mặt liền trầm xuống trong lòng không khỏi mắng một câu con chó này phùng duệ cũng không biết là vận cướp chó từ đâu tới sao cô nương xinh đẹp như vậy lại coi trọng hắn còn cứng rắn phản đối không cần của hội môn thì thôi còn có thể nấu ăn nấu cơm mấu chốt còn nghe lời Điều này làm cho hắn là một con chó độc thân đã độc thân 25 năm. Làm sao không hâm mộ ghen tị hận? Bất quá người khác cũng không ngốc. Khi nhìn thấy Tần Hoài như khóc, còn có khuôn mặt âm trầm của Phùng Duệ. Ngốc trụ lập tức nén giận. Anh sáng tay áo lên. Phùng Duệ, con mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn đánh đúng không? Có phải em bắt nạt chị Tần không? Tuy rằng trong lòng đối với Phùng Duệ có một lão bà xinh đẹp, ngốc trụ là phi thường khó chịu thấy nữ thần tần hoài như của mình khóc ngốc trụ làm sao nhịn được lửa giận trong lòng ngốc trụ chuyện này không liên quan đến phùng duệ đều là ta bị coi thường nếu như không phải thật sự sống không nổi ta cũng sẽ không mượn bột mì của hắn tần hoài như ngoại miệng khuyên can nhưng lúc này lại giống như tìm được lỗ hổng để thổ lộ thanh âm nàng nghẹn ngào nhất thời liền khóc lên Nhìn thấy Tần Hoài Như khóc, trái tim ngốc trụ vào giờ khắc này dường như muốn tan nát. Đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng Tần Hoài sưng đỏ. Trong lòng đại khái rõ ràng, Tần Hoài Như khẳng định đã bị cạo tai. Con bà nó, Phùng Duệ, tiểu tử ngươi muốn chết, lão tử một ngày không thu thập ngươi, ngươi liền thượng phòng bốc ngói đúng không? Thanh âm của hắn hạ xuống, trực tiếp xông về phía Phùng Duệ, giơ tay lên nắm lấy cổ áo Phùng Duệ muốn hành hung phùng duệ một trận sau đó để phùng duệ chó e ER rờ cho hắn nữ thần tần hoài như xin lỗi hắn phi thường tự tin bởi vì trước sau như một sức chiến đấu của mình đều là nghiền ép tứ hợp viện vô luận là hứa đại mậu ở hậu viện hay là ba đứa con trai của nhị đại gia vẫn là con trai lớn của tam đại gia tiền viện diêm giải thành bọn họ đều không phải đối thủ của mình phùng duệ ngày thường dù là bị chính mình giáo huấn cũng liền giáo huấn hôm nay cho chút màu sắc xem một chút, vừa vặn để cho nhạc khỉ la mùi tử này xem một chút. Phùng Duệ nam nhân này, có bao nhiêu phế vật? Hơn nữa Phùng Duệ tên này, cũng dám đánh gậy. Điểm yếu của ngốc trụ trong nháy mắt bị xúc động. Trực tiếp nổ tung. Động tác của ngốc trụ phi thường xảo quyệt. Thân hình chật lóe. Hắn trực tiếp vọt tới trước mặt Phùng Duệ, giơ tay lên nắm lấy Phùng Duệ. Muốn chết. Phùng Duệ nhanh tay lẻ mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng. giơ tay lên chính là một quyền. Bùng. Một quyền đánh thẳng vào ngực ngốc trụ. Ngốc trụ vốn đang chuẩn bị cho Phùng Duệ con chó này một chút sắc mặt nhìn xem. Nhưng ngay sau đó, ngực giống như bị đạn pháo đập trúng. Cả người như sao băng. Cỏ sát. Thân thể không ngừng lui về phía sau, lão đảo một cái, đem thùng nước cổ da để ở trong sân đá ngã cuối cùng một mông ngã sắp xuống đất, ngã một cái chó ăn phân. Nước bắn tung tóe, Cả người chật vật vô cùng. Đồ ngốc. Nhìn thấy ngốc trụ bị phùng duệ đánh lui, tần hoài vẫn muốn ngốc trụ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại lắp bắp kinh hãi. Cổ trương thị đang ở cửa sổ nhìn lén tình huống trong viện, thân thể cũng run rẩy một chút. Nàng cũng có chút há hốc mồm. Tiểu bạch nhãn lan ngạnh còn có hoa hòe, tiểu đương huynh muội mấy người mấy đứa nhỏ này chưa từng thấy đánh nhau ngày thường đều cảm thấy ngốc trụ không gì không làm được nhưng mà giờ khắc này thấy ngốc trụ bị phùng duệ một quyền đánh cho ngã xuống đất thế giới quan của trẻ nhỏ ngốc trụ cái gọi là anh hùng này lập tức liền vỡ vụn hả nhạc khỉ la đứng ở một bên thần sắc vốn lạnh như băng lúc phùng duệ ra tay lại hiện lên vẻ kinh dị lúc phùng duệ vận chuyển một quyền đánh ra khí trong cơ thể ẩn chứa trong khí huyết, cũng vận chuyển dưới lục khố tiên tặc. Trong nháy mắt hóa thành khí huyết mênh mông, cuối cùng cổ kinh lực trong cơ thể. Trong nháy mắt bộc phát, một quyền cuối cùng lui về ngu trụ. Mà chính là bởi vì loại khí thần bí này. Trong ánh mắt vốn có chút mê mang của nhạc khỉ la tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nhưng trong lúc nhất thời, cô lại không nhớ ra. Chỉ cảm thấy rất quen thuộc mà khi đám người cổ trương thị khi dễ phùng duệ nội tâm của nàng lại không hiểu dâng lên một ý niệm muốn đem những gia hỏa chướng mắt này hết thảy giết chết ps sách mới thường tuyến hy vọng mọi người thích thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung một trăm tặng năm trăm phiếu vip thời gian hoạt động ngày 4 tháng tư đến ngày 6 tháng tư không không năm tác độc giả trương thị thù này nhớ kỹ bạn đang nghe tại truyện chấm audio người ngốc trụ cũng là ngốc hắn được xưng là chiến thần tứ hợp viện từ trước đến nay cảm giác mình không gì không làm được nhưng vào giờ khắc này cả người hắn đều choáng váng chính mình lại bị phùng duệ đánh trong lòng hắn cũng có chút giật mình con chó này phùng duệ từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy trước kia vẫn giấu giếm hiện tại mới bộc phát ra mết cho rằng lão tử dễ khi dễ đúng không? Ta không tiếp tế cổ gia, liền chẳng biết xấu hổ muốn đối với ta đạo đức bắt cóc, còn muốn động thủ đánh người, Hà Vũ trụ ngươi làm náo động, ngươi có gan phóng ngựa lại đây, lão tử cũng không tin, ngươi có thể làm gì? Lúc này trong lòng phùng duệ có chút thoải mái, chính mình đã sớm khó chịu với ngốc trụ, điều này sẽ được giải tỏa trực tiếp. Đừng nói, em mà, sản khoái a. À ngươi cái tên tôn tặc ngươi thật đúng là cho lão tử đạp mũi lên mặt ha trong lòng ngốc trụ vốn có chút khó chịu chợt thấy tên phùng duệ này lại trực tiếp đắc ý nói với mình như vậy cảm giác như ai quy của bạn đang bị xúc phạm trong nháy mắt liền nổi giận hắn từ trên mặt đất bò lên nhưng mà làm cho ngốc trụ trong lòng âm thầm giật mình chính là ngực mình truyền đến đau nhức làm cho thân thể hắn lảo đảo ngã xuống đất lần nữa ngốc trụ thấy ngốc trụ ngã sắp xuống tần hoài như thấy thế vội vàng đi lên đỡ hắn chị tần em không sao hôm nay em nhất định phải giáo huấn tiểu tử này nếu không sẽ vô pháp vô thiên trong lòng ngốc trụ có chút khó chịu cảm giác mình vô cùng mất mặt trận này nếu không tìm trở về vậy chỉ định sau này trong viện mọi người sẽ thấy hắn như thế nào nói hắn ngốc trụ không có bản lĩnh được rồi ngốc trụ ngươi cũng đừng như vậy tiếp tục náo loạn chúng ta ai cũng không tốt. Bị phùng duệ nhục nhã một phen. Trong lòng Tần Hoài như càng thêm ủy khuất. Thấy ngốc trụ muốn tìm phùng duệ gây phiền toái, trong lòng nàng không khỏi mắng ngốc trụ một câu ngu xuẩn. Chị Tần. Ngốc trụ không cam lòng nhìn thoáng qua Tần Hoài như, quay đầu nhìn về phía phùng duệ. Phóng lời tàn nhẫn nói, tôn tặc, ngươi có gan, ngươi chờ cho lão tử. Được a ngốc trụ, ngươi muốn đánh nhau, gia tùy thời phụng bồi thấy ngốc trụ kinh ngạc phùng duệ trong lòng tự nhiên đắc ý hắn cười nhạo một tiếng tự nhiên không có đem ngốc trụ để ở trong lòng ỷ la chúng ta về nhà tiếp tục ăn cơm quay đầu nhìn nhạc khỉ la một cái phùng duệ giơ tay giữ chặt ngọc thủ của nhạc khỉ la nhạc khỉ la nghe vậy không khỏi giãn mặt cười đem gương mặt trắng nõn của mình tựa vào vai phùng duệ nhẹ ừ một tiếng một màn ân ái ngọt ngào này hiện trường rải một đợt thức ăn cho chó trong lòng tần hoài như càng thêm ủy khuất năm đó là nàng chê nghèo yêu phú cùng phùng duệ đề xuất chia tay mà hiện tại phùng duệ cưới một lão bà không nói lên được phòng khách xuống được phòng bếp điểm mấu chốt nhan sắc còn xinh đẹp hơn cô không biết bao nhiêu lần trong lòng tần hoài như càng thêm khó chịu mết cậu nam nữ thấy một màn như vậy trong lòng ngốc trụ càng thêm khó chịu sắc mặt hắn có chút xanh mét. Hoài Như, con yên tâm, dịch đại gia ngày mai trở về, lão tử nhất định làm chủ cho con. Dịch Trung Hải hôm nay cũng không có ở trong sân. Anh và bác gái dịch đưa bà lão điếc về quê thăm người thân. Nếu không phải vì chuyện này. Ngốc trụ đã sớm náo loạn, không có dịch Trung Hải còn có lão thái thái điếc bọn họ. Chỉ bằng vào để cho nhị đại gia còn có tam đại gia bọn họ căn bản là rất khó trị được đôi cậu nam nữ phùng duệ này. Hôm nay có mang theo hộp cơm không? Tần Hoài như bây giờ phiền lòng nóng nảy, vừa mới bị nhạc ỷ la tát một cái. Lúc này nàng cũng không có tâm tình. Sân sớm muộn gì cũng phải trở về, nhưng trong nhà, ba con sói mắt trắng nhỏ còn có ăn cơm. Nàng trực tiếp nhìn về phía ngốc trụ. Tần tỷ, hôm nay thật không được, nhà ta nước mưa khả năng phải trở về, cái này hộp cơm. Ngốc trụ thấy Tần Hoài như muốn hộp cơm của mình. Hắn có chút khó xử. Nếu như không phải bởi vì thật sự không qua nổi nữa, ta về phần sẽ đi cùng Phùng Duệ mượn bột mì. Ta là nữ nhân ta dễ dàng, hai vợ chồng hắn khi dễ ta còn chưa tính. Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta. Tần Hoài càng nói càng ủy khuất. Cuối cùng nước mắt lại càng rơi lập bột. Được rồi, chị Tần, hộp cơm em đưa cho chị. Con bà nó, phùng duệ tiểu tử này lão tử sẽ thu thập hắn ngươi cũng đừng khổ sở ngốc trụ không thể thấy tần hoài như khổ sở nhất hắn thấy tần hoài như khổ sở nhất thời tâm phiền ý loạn vội vàng vỗ vỗ lưng tần hoài như đưa hộp cơm cho hắn tần hoài như thấy thế lại nức nở lần nữa ta không khổ sở mới là lạ đều tại ngươi tần hoài như lại nức nở Nàng u oán trừng mắt nhìn ngốc trụ một cái. Thấy bộ dáng Tần Hoài như vậy, ngốc trụ nhất thời mềm lòng, lại liên tục an ủi vài câu. Lúc này Tần Hoài mới xách hộp cơm về nhà. Thật sự là đồ vô dụng, để cho ngươi đi mượn chút bột mì, còn để cho người ta phùng gia cái kia tạp chủng cho đánh, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Cổ Trương thì ngồi trên kháng. Cô nhìn thấy Tần Hoài mặt sưng húp như đi vào trong nhà. Sắc mặt cũng có chút âm trầm gậy gộc hoa hòe và tiểu đương làm sao để ý tới tần hoài như bị đánh cũng không để ý tần hoài như rốt cuộc có ủy khuất hay không trực tiếp xông lên bắt lấy hộp cơm trong tay tần hoài như móc hộp cơm đưa tay lấy thịt kho tàu bên trong hộp cơm trong lòng tần hoài như vốn còn đang tức giận bị cổ trương thị mắng như vậy nàng nhất thời trong lòng càng thêm ủy khuất tức giận nói mẹ người như thế nào có thể nói như vậy nếu như không phải bởi vì ngươi, ta về phần bị người ta tác vào tai sao? Tôi đã nói rồi, cho dù nhà chúng ta chết đói, tôi cũng không muốn đi tìm phùng duệ tiếp tế. Cổ trương thị vừa thấy Tần Hoài như lại dám tranh luận. Nàng nhất thời giận dữ. Từ trên kháng đứng lên. Bùng. Một cái tác liền tác vào mặt Tần Hoài như, hung tợn nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ta bảo ngươi đi cầu bọn họ tiếp tế là sai rồi? ngươi còn dám tranh luận. PS. Sách mới cầu ủng hộ, cảm ơn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 006, giấy trắng, cái kéo, theo thùa, ta biết có thế nhiều. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy? chính anh tiết kiệm tiền không mua bột mì cho gia đình còn chưa tính, anh còn đánh tôi. Một mình tôi nuôi bốn người trong nhà, tôi dễ mà. Tần Hoài như bị tát một cái. Càng nói trong lòng lại càng quỷ khuất. Ba. Nhưng mà, cổ trương thì lúc này trong lòng cũng là trong lửa giận, nàng không nói hai lời, trực tiếp chiếu vào mặt Tần Hoài như tát một cái. Nắm lấy tóc Tần Hoài như. Lại gần, hung tợn nói hay cho tần hoài như ngươi, lá gan ngươi mập đúng không? Ngươi còn dám tranh luận, ai cho ngươi lá gan? Ta bảo ngươi đi tìm tên giả chủng nhà phùng đại hải mượn bột mì, ngươi không mượn được còn chưa tính. Còn dám nhớ đến quan tài của ta, cánh của ngươi cứng rồi đúng không? Ta mặc kệ ngươi là đi cầu người ta hay là để ngốc trụ tiếp tế cho nhà chúng ta, dù sao nếu ngươi không mang bột mì đến cho nhà, để cho ta tiếp tục gặm bánh ngô. Có ngươi dễ chịu, đồ chó vô dụng cổ trương thị nói xong lời cuối cùng nắm tóc tần hoài như nắm chặt tóc tần hoài như mẹ bà nội nói không sai mẹ đi cầu bọn họ tiếp tế cho nhà chúng ta đi nếu ngươi không đi cầu bọn họ tiếp tế chúng ta ta cùng tiểu đan và hoa hòe chúng ta sẽ gặm bánh ngô bánh ngô vừa lạnh vừa cứng ta cũng không muốn ăn bánh ngô ta muốn ăn mì nóng hổi tiểu bạch nhãn lan ngành ghét bỏ đem bánh ngô trong tay ném xuống đất đúng vậy mẹ cái bánh ngô chó này cũng không ăn. Tiểu Đan cũng nói. Chó cũng không ăn, chó cũng không ăn. Hoa hòe dù sao tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì. Lúc này sẽ thấy tiểu bạch nhãn lan ngạnh còn có tiểu đương hai người nói chuyện. Cũng uống thêm một câu. Tần hoài như thấy thế, trong lòng giống như bị thiên đao vạn quả. Nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp vành mắt đỏ lên. Đặt mông ngồi dưới đất, liền khóc lên đồ vô dụng, chỉ biết khóc khóc, không khóc ngươi sẽ chết a, à, thật sự là xui xẻo. Trong lòng Cổ Trương thị lại không có nửa điểm đáng thương tần hoài như. Hừ lạnh một tiếng, đi thẳng lên bàn, dùng đũa cầm lấy thịt kho tàu bên trong hộp cơm rồi bắt đầu ăn. Đáng tiếc là ít dầu một chút, tên ngốc này cũng vô dụng, làm ở căng tin không biết chuẩn bị nhiều thịt cho nhà chúng ta. Gần đây lão thái thái ta chết đói rồi, đúng là phế vật vô dụng nói về chuyện đó cổ trương thị tức giận hừ hừ hai tiếng lúc này mới tiếp tục ăn tiểu đan và hòe hoa thấy thế lập tức nuốt nước miếng muốn ăn một chút lại bị cổ trương thị trừng mắt nhất thời sợ tới mức không dám nói gì nào cháu ngoan ăn thịt đi tuy nhiên điều được đối xử khác biệt là khi cổ trương thị nhìn thấy gậy gộc nụ cười trên mặt nàng lại phi thường hòa ái trực tiếp gắp một miếng thịt cho bỗng ngạnh Bà nội, bà thật tốt." Tuyệt ngạnh nhu thuận hô một tiếng. Cổ Trương thị nghe vậy, nhất thời cười ha ha, liên tục nói hai câu tốt. Thấy bộ dáng này, trong lòng Tần Hoài Như càng thêm đau xót. Chính mình đây là gặp phải cái dạng gì mẹ chồng? Tại sao mình lại khổ như vậy? Tần Hoài Như khổ không khổ, ngốc trụ suy nghĩ làm sao thu thập phùng duệ. Phùng duệ không rõ lắm. Thỏ Ngọc tây trụy Kim Ô Đông Thăng. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào cửa sổ nhà mình. Đã là khoảng 7 giờ sáng. Phùng Duệ mở to mắt. Nhìn lướt qua bốn phía, chăn nguyên ương đỏ thẳm đắp lên người. Trong chăn ấm áp dễ chịu. Chữ hỷ đỏ thẳm dán trên vách tường đầu giường nhà mình. Trên vách tường màu xám trắng bóng loáng, treo đồng hồ treo tường cũ kỹ. Đồng hồ treo tường có thể bị hỏng. Đã không còn đông đưa nữa dưới đồng hồ treo tường, còn có một quyển hoàng lịch, hoàng lịch là năm nay vừa mua. Trên đó là ngày 15 tháng 10. Bên cạnh còn có tủ đầu giường. Ở góc, đặt một cái giá ba chân để chậu rửa mặt. Cửa phòng ngủ mở ra, trong phòng khách bên ngoài đặt một cái bàn bát tiên còn có hai cái ghế gỗ. Ngươi tỉnh rồi. Tự hồ là nghe được động tỉnh trong phòng ngủ. Nhạc ỷ La đã sớm rời giường dọn dẹp phòng nấu cơm cho Phùng Duệ đi tới cửa phòng ngủ cười nói khỉ la sao em dậy sớm như vậy cũng không ngủ thêm một lát nhìn thấy nhạc khỉ la trời lạnh như vậy vậy mà sáng sớm đã thức dậy phùng duệ có chút đau lòng hôm nay cô mặc một chiếc áo bông màu trắng trên đầu còn đội một cái mũ trông vui tươi và đáng yêu cho dù là không trang điểm vẫn làm cho phùng duệ cảm thấy mỹ lệ động lòng người tâm tình cũng không khỏi tốt em phải đi làm cho nên anh dậy nấu cơm trước dù sao ban ngày anh cũng có thể nghỉ ngơi đứng lên rửa mặt đi ta cho ngươi canh thịt heo cải tím ngươi đứng lên nếm thử vừa vặn cũng làm ấm người một chút nhạc khỉ la cười nói ỷ la ngươi thật tốt phùng duệ trong lòng ấm áp đi tới thế giới này nếu như nói mình ở niên đại này muốn nhất là cái gì tự nhiên là an cư lạc nghiệp cuộc sống của vợ con ở đầu giường sưởi ấm là điều phùng duệ hướng tới. Nhưng mà nhạc ỷ la xuất hiện, thỏa mãn tốt đẹp trong lòng hắn. Dậy rửa mặt xong. Nhìn trên bàn cơm rau tí canh thịt heo, giờ khắc này, phùng duệ cảm giác thời tiết không có lạnh như vậy. Uống ngon không? Nhạc ỷ la tự hồ phi thường chờ mong phùng duệ nói cho mình đáp án. Trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang mang theo chờ mong. Nàng cầm bát đút phùng duệ một ngụm chỉ cần là ngươi làm là ngon rồi phùng duệ trong lòng vui sướng cuộc sống gia đình tạm ổn này miễn bàn có bao nhiêu thoải mái sau này tôi sẽ làm cho anh nhạc ỷ la nghe vậy cổ linh tinh quái nghịch ngợm cười thấy thế trong lòng phùng duệ nhất thời ngứa ngáy nhớ tới đêm qua hoang đường cuộc sống gia đình tạm ổn của mình quả thực không có ai đúng rồi phùng duệ hôm nay ngươi nếu là có rảnh tan tầm trở về có thể đi trên đường mua một ít giấy trắng còn có một cái kéo trở về sao? Anh muốn mấy thứ này làm gì? Giấy trắng. Kéo. Nghe được hai thứ này, Phùng Duệ mí mắt nhảy lên hai cái. Cảm giác có chút cổ quái. Em có tác dụng không? Em muốn cắt giấy dán cửa sổ cho nhà chúng ta, như vậy cũng đẹp mắt một chút. Mặt khác em đi mua chút kim chỉ, anh làm giày cho em và quần áo vừa người. Nhạc khỉ la nói ngươi còn biết những thứ này nghe nhạc ỷ la nói như vậy phùng duệ nhất thời không khỏi kinh ngạc vậy khẳng định rồi ta biết rất nhiều nhạc khỉ la nghe vậy cô cười dí dỏm tinh quái có thể lấy em làm vợ thật tốt phùng duệ nhất thời vì ý nghĩ vừa rồi của mình mà cảm thấy có chút xấu hổ hắn còn hoài nghi đây loại lão bà này biết tìm ở đâu chính mình còn hoài nghi thật sự là không biết tốt xấu PS. Số liệu thật ảm đạm, có ai đang xem không? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 007, nhà máy cán thép ra trục trặc, lưu chủ nhiệm phiền não. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm. Cổ gia cửa phòng đóng chặt, dịch trung hải còn có điếc lão thái thái bọn họ cũng không có ở nhà. Tên Ngốc trụ kia hình như còn chưa đi làm. Cả viện chỉ có nhà Phùng Duệ dậy sớm nhất. Thu dọn đồ đạc một chút. Lúc này Phùng Duệ mới đi ra khỏi phòng. Lại nhìn thấy cửa phòng cổ gia bị đẩy ra, Tần Hoài Như trong tay đang bưng một chậu rửa mặt. Trên đó để quần áo trẻ con và quần cọc của đàn ông. Chỉ thấy cái quần đó thôi. Phùng Duệ liền biết hẳn là cây chủ yên ngốc kia. Tần Hoài Như hiển nhiên cũng nhìn thấy Phùng Duệ vành mắt nàng có chút sưng đỏ khi nhìn thấy phùng duệ sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống anh xin lỗi cũng vô dụng phùng duệ sau này tôi sẽ không liên quan gì đến anh nữa tần hoài như cho rằng phùng duệ muốn xin lỗi mình phùng duệ vốn trong lòng có chút chán ghét lười xử lý tần hoài như chợt thấy tần hoài như ra vẻ tức giận còn lắc mặt với mình trong lòng trực tiếp liền nằm rảnh xin lỗi tần hoài như anh muốn ăn rắm đúng không đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có chút tư sắc lão tử sẽ giống như ngốc trụ đối với ngươi đáng thương tâm tư của ngươi ở chỗ lão tử không có tác dụng ngươi thu hồi tâm tư của ngươi đi một mình ngươi sinh ba đứa con mẹ nó quả phụ anh sạch sẽ chứ anh sạch sẽ chứ giống như một cái tác hung hăng đánh vào mặt tần hoài như tần hoài như vốn tưởng rằng phùng duệ sẽ thương hại mình sau đó cho mình một lời xin lỗi trịnh trọng. Nhưng trên thực tế, nàng là đang nghĩ rắm ăn. Phùng Duệ, sao ngươi có thể như vậy? Tần Hoài như rốt cục phục hồi tinh thần lại, có chút hỗn hỉnh. Nhưng mà nàng còn muốn chất vấn Phùng Duệ cái gì? Phùng Duệ không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Để lại cho Tần Hoài một cái ót, không có chỗ trút giận. Tần Hoài như thế nào giả bộ đáng thương, Phùng Duệ hắn sẽ không đi ngậm đối phương một người phụ nữ có ba đứa con có nhạc ỷ la hương không với dáng người đó chắc chắn không có vợ là nhạc khỉ la hương phùng duệ hắn đương nhiên sẽ không ăn bộ dạng của tần hoài rời khỏi tứ hợp viện đi ra cổng tứ hợp viện ở ngõ nhỏ bên phải có một công ty cung cấp tiêu thụ trong hẻm người đến người đi bảy rẻ tám vòng đi tới ngõ đồng la cổ trên đường có thể nhìn thấy một số cô nương mặc áo bông hoa văn buộc hai bím tóc đuôi ngựa. Còn có một số thanh niên mặc trang phục chính thức màu xanh lá cây, quần dài màu vàng nhạt, đội mũ đen. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chiếc xe buýt da xanh chạy trên đường cái. Một số cán bộ nhà máy mặc đồ trung trang màu đen cưỡi xà beng 28, vừa nói vừa cười. Trên các biểu ngữ trên đường phố đó còn treo những câu tuyên truyền như Dương cao lá cờ đỏ, tiến lên con đường xây dựng vĩ đại đây là màu sắc độc đáo của thời đại này đi lại bên bờ sông triều dương gió lạnh thổi tới trước mặt để cho phùng duệ càng thêm cảm giác thế giới này chân thật đinh hôm nay ký đến đã đổi mới có tiến hành ký đến hay không hệ thống máy móc vang lên phùng duệ nghe vậy thần sắc không khỏi khẽ động ký vào hắn không chút do dự trực tiếp ký vào đinh Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thẻ kỹ năng kiềm công cấp 6X1. Thảo luận Nova Ponenter kỹ năng. Lục khố tiên tạc vật phẩm. Phiếu công nghiệp X3, phiếu lương thực, 1 cân, X3, phiếu thịt, 1 cân, X1 tiền. 315, đơn vị. Đồng, có sử dụng thẻ kỹ năng kiềm công cấp 6 không? Hệ thống máy móc vang lên. Thần sắc phùng duệ không khỏi khẽ động. Trong lòng vui vẻ. Dung hợp. Không chút do dự, trực tiếp dung hợp. Khi lệnh rơi xuống. Một cổ tin tức mênh mông trực tiếp dung nhập vào trong đầu Phùng Duệ, chỉ là tại một khắc kia. Phùng Duệ liền trong nháy mắt nắm giữ kỹ thuật kiềm cao cấp cấp sáu. Thật giống như quen thuộc vô số lần. Vô cùng thần kỳ. Giờ khắc này, Phùng Duệ chính là một gã hàng thật giá thật lục cấp kiềm công sư phụ. Thợ kiềm cấp sáu. Tiền lương một tháng ở nhà máy cán thép là 76 đồng. Loại tiền lương này đã tính là phi thường cao. Nửa năm trước, Phùng Duệ thông qua khảo hạch cố gắng của mình thông qua kiềm công cấp 4. Nhưng nửa năm trôi qua, muốn khảo hạch thông qua kiềm công cấp 5 lại không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới lần này chỉ ký được, đã đạt được thẻ kỹ năng kiềm cấp 6. Để cho mình nguyên bản một ít kỹ thuật điểm không hiểu. Trong nháy mắt thông suốt quả thực chính là thoải mái a. À. Nghĩ đến đây, Phùng Duệ không khỏi bước nhanh hơn, chạy tới xưởng cán thép Hồng Tinh. Nhà máy cán thép Hồng Tinh. Quá sót thứ hai khi Phùng Duệ đi tới phân xưởng thứ hai. Đã là khoảng 8 giờ. Chủ nhiệm Lưu, ông cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nghĩ biện pháp, máy cán thép này lát nữa tôi có thể sửa được. Vương sư phụ, kỹ thuật của ngươi trước mắt chỉ là cấp 5 kiềm công, cái này máy cán thép hôm nay nếu là không sửa xong, chúng ta thứ hai phân xưởng công tác tiến trình sẽ bị trì hoãn, cái này xác định ngươi có nắm chắc sửa xong sao? Chủ nhiệm lưu mặc một bộ chính phục màu xanh nhạt. Sắc mặt uy nghiêm. Nhìn sư phụ vương công nhân kiềm cấp nằm trong phân xưởng, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Cái này. Vương sư phụ hiển nhiên cũng là đoán được điểm này, hắn nhất thời có chút khó xử, cái này mấy cán trục bánh xe hẳn là xuất hiện vấn đề, muốn thời gian ngắn chữa trị không có 7-8 giờ phỏng chừng rất khó. Đệ nhất phân xưởng dịch trung hải dịch sư phụ, hắn kỹ thuật so với ta tốt, nếu không chúng ta đi mời hắn lại đây nhìn xem. Vương sư phụ tự mình hiểu lấy, hắn rất rõ ràng. Lúc mình nên biểu hiện thì biểu hiện, nhưng năng lực không đủ cũng sẽ không cậy mạnh. Đệ nhất phân xưởng dịch sư phụ ta đã hỏi qua, người ta xin nghĩ, ngươi liền nói một chút, có thể hay không đem thời gian rút ngắn chủ nhiệm Lưu cũng có chút nóng nảy. Hắn cau mày, cái này thật đúng là hỏa thiêu chân mày a. À? Chủ nhiệm Lưu, sư phụ, nếu không con thử xem. Đúng lúc đó. Vừa đi tới phân xưởng, Phùng Duệ thấy rõ tình huống lại mở miệng. P, S, dữ liệu rất đơn giản, có ai không? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 008, Thần cấp Duy Tu Kỹ thuật Chấn Kinh Toàn trường, 8, 15, bạn đang nghe tại truyền chấm audio. Phùng Duệ ngươi đứa nhỏ này lúc này khoe khoang cái gì mạnh, chúng ta phân xưởng cái này mấy cán thép hiện tại hỏng rồi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vẫn là chờ tôi thương lượng với chủ nhiệm lưu, lát nữa bảo thợ sửa chữa bên kia tới xem một chút. Vương sư phụ xem như nửa sư phụ của Phùng Duệ. Thấy Phùng Duệ người này vừa đến đi làm, liền cậy mạnh nói mình đến sửa chữa một chút. Vương sư phụ cảm giác có chút không đáng tin cậy. Dù sao Phùng Duệ chỉ là một thợ kìm cấp 4. Đúng vậy, Duệ ca, kỹ thuật kìm của chúng ta có thể, nhưng nói đến phương diện sửa chữa máy móc, đây chính là vấn đề kỹ thuật. Cậu đừng cậy mạnh, lát nữa xem bọn chủ nhiệm Lưu nói thế nào. Trong phân xưởng, những công nhân khác nhìn về phía Phùng Duệ không khỏi lắc đầu cười phùng duệ thấy thế cũng không có tức giận hắn nhìn về phía chủ nhiệm lưu nghiêm túc nói chủ nhiệm lưu việc này tôi thật sự không có thổi phòng phương diện máy móc này tôi vẫn có nghiên cứu nhất định nếu các anh cảm thấy tin tưởng tôi để tôi thử xem nếu như cảm thấy không tin ta vậy ta cũng không có lời nào để nói là la hay là ngựa hay là cần kéo ra đi dạo không phải sao bị phùng duệ nói như vậy vốn chủ nhiệm lưu lúc này cũng không có biện pháp. Lại thấy Phùng Duệ tin tưởng mười phần, trong mắt hắn hiện lên quan mang, Phùng Duệ, tiểu tử ngươi hay lắm. Thượng Phong cũng nói, công nhân chúng ta có sức mạnh, biểu hiện thường ngày của tiểu tử ngươi ta cũng nhìn thấy. Hôm nay cổ máy này gặp trục trặc, nếu đầu óc Lưu Phong tôi không xoay chuyển được, vậy thật sự bị cửa kẹp rồi. Để cho ngươi tới thử xem. Chủ nhiệm Lưu quyết định nói. Phùng Duệ, người có nắm chắc không? Vương sư phụ thấy thế, hắn không khỏi nhìn về phía Phùng Duệ. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc kiên định của Phùng Duệ, Vương sư phụ cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhiệm Lưu và một đám nhân viên phân xưởng, Phùng Duệ nhận lấy hợp dụng cụ một nhân viên đưa tới. Hắn đi thẳng tới trước máy cán thép nặng mấy ngàn cân. Cái cục sắt trước mắt này, vấn đề chủ yếu xuất hiện chính là trục bánh chỉ sau khi quét. Phùng Duệ liền xảo quyệt phát hiện, trục luân này sở dĩ hư hao. Là bởi vì vị trí chịu lực trục dây thường bị mài mòn nghiêm trọng. Cho nên mới dẫn đến máy cán thép không thể vận hành bình thường. Mà trên thực tế, toàn bộ phân xưởng thứ hai, vương sư phụ bọn họ tinh thông chỉ là kỹ thuật kiềm. Nói đến phương diện sửa chữa máy móc chính là người ngoài nghề. Cái này thật đúng là có chút khó làm. Hoàn hảo, cái này cấp 6 kiềm kỹ năng tạp không chỉ có bao quát kiềm kỹ thuật, còn bao gồm sửa chữa máy móc phương diện, bằng không, chính mình lúc này đây liền thật mất mặt. Phùng Duệ thầm nghĩ trong lòng. Phùng Duệ, nhìn ra vấn đề gì không? Chủ nhiệm lưu thấy Phùng Duệ cúi đầu xem xét bánh xe trục. Hắn vội vàng hỏi. Sợ Phùng Duệ tiểu tử này thời khắc máu chốt rất dây xích. Là bánh xe trục dây bị mài mòn nghiêm trọng, chỉ cần sửa chữa cụ thể một chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn phùng duệ lúc này cũng không giấu giếm hắn trực tiếp chỉ ra vấn đề mấy người vương sư phụ nghe vậy thần sắc không khỏi khẽ động khá lắm có chút năng lực a à. không nghĩ tới phùng duệ tên này lại thật đúng là hiểu sửa máy móc phương diện kỹ thuật vấn đề tôi ở cùng một sân với dịch trung hải cho nên những vấn đề kỹ thuật thường ngày trước kia tôi cũng đã thảo luận với dịch sư phụ thấy thần sắc mọi người những lời này của phùng duệ không thể nghi ngờ làm cho mọi người càng thêm tin tưởng hắn quả nhiên nghe phùng duệ nói như vậy chủ nhiệm lưu cũng yên lòng có giấy nhám không mở hộp công cụ ra tìm thấy trong hộp công cụ này cũng không có giấy mài phùng duệ không khỏi nói giấy nhám ở đây có đưa đây vương sư phụ thần sắc khẽ động đem giấy mài đưa cho phùng duệ trục bánh xe này bị mài mòn nghiêm trọng cần dùng giấy mài để đánh bóng gia nhiệt một chút thời đại này không có súng bắn tỉa trong một số tiểu thuyết nói dùng máy tiện mài chỉ là ăn rắm tương tự như bánh xe trục của máy cán thép một cục sắt lớn như vậy anh lấy máy tiện đánh bóng đánh bóng đại ca anh đừng đùa nữa được không máy tiện đánh bóng linh kiện nhỏ các loại không thành vấn đề người đánh bóng trục bánh xe đó là ý tưởng phanh bút tiến hành mài bánh xe trục rửa sạch rỉ sắt phía trên phùng duệ chỉ là mài như vậy chỉ sợ có chút phiền toái đi thấy phùng duệ dùng giấy mài vương sư phụ không khỏi nhíu mày loại hiệu suất này tự nhiên có chút chậm cho nên phải dùng rượu phụ trợ phùng duệ cũng không vội lấy một chai cồn từ hợp dụng cụ dùng dẻ ngâm rượu phụ trợ cùng nhau làm sạch chỉ là một lát thời gian nguyên bản phía trên những kia không cách nào rửa sạch rỉ sắt vậy mà bắt đầu chậm rãi tróc ra. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng không khỏi sáng lên. Bề mặt bánh xe trục bóng loáng, sau khi rửa sạch rỉ sét. Phung Duệ lại bắt tay vào áp dụng phương pháp sửa chữa khung đúc. Dùng mảnh giấy đo bánh xe trục một chút. Sau khi xác định cần phụ trợ trục luân phiến, nói với vương sư phụ. Dựa theo ta đo độ này, đem con chip phụ trợ trục bánh xe này dùng máy tiện cắt mài một chút vương sư phụ nghe vậy hắn đã bồi phục năng lực của phùng duệ không nói nhảm trực tiếp xoay người đi đến chỗ máy tiện trong phân xưởng bắt đầu dựa theo số lượng trục bánh xe phùng duệ nói tiến hành cắt mài mà phùng duệ lại là chủ nhiệm lưu bọn họ nhìn không chớp mắt làm theo các bước sửa chữa đánh bóng đánh bóng sau đó tiếp nhận chip bánh xe đã được vương sư phụ cắt và đánh bóng sử dụng composite trên nó cuối cùng lại ở trên trục bánh xe, và cố khuôn đúc chặt chẽ. Vậy là tốt rồi. Thấy Phùng Duệ cởi găng tay đứng dậy. Chủ nhiệm Lưu không khỏi nghi hoặc nói. Những công nhân khác cũng có chút kinh ngạc. Vậy là xong việc. Gia cố khuôn đúc là lắp xong, bất quá khuôn bên trong vật liệu phân tử cao còn cần chờ làm mát trắng hóa, cuối cùng lại bề mặt tiến hành đánh bóng, lại lắp dây trục bánh xe vị trí, cái này mới tính là hoàn thành. Thì ra là thế, nói đến sửa chữa máy móc, chúng ta thật đúng là người ngoài ngành. Không nghĩ tới phùng duệ ngươi lại lợi hại như vậy. Đám người chủ nhiệm lưu nghe vậy. Ai không là ánh mắt sáng lên, nhào nhào tháng phục nói. Lợi hại không tính, chỉ là ngày thường ta thích nghiên cứu mấy thứ này mà thôi. Tất cả mọi người đều cống hiến cho quốc gia, sư phụ ở đây chuyên về thuật nghiệp, đều là sư phụ đáng để ta học tập. Phùng Duệ khiêm tốn nói thời đại này làm phách lối, là muốn chết, hắn cũng sẽ không đi làm loại chuyện không coi ai ra gì. Quả nhiên, thấy Phùng Duệ thái độ khiêm tốn như thế nào? Nói chuyện cũng vừa đúng. Mấy người chủ nhiệm Lưu và sư phụ Vương không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm với Phùng Duệ. t Số liệu có chút ảm đạm, có vé tháng sau. Hu hu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 009, Lưu chủ nhiệm thưởng thức, Đạo Thánh Huynh mùi uống trộm heo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mọi người có nghe thấy không? Đây mới là thanh niên có tư tưởng giác ngộ của quốc gia chúng ta Sau này tất cả mọi người phải học tập phùng duệ có nghe thấy không? Độ hảo cảm của chủ nhiệm Lưu đối với phùng duệ trong nháy mắt tăng lên Bốp 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 Một đám công nhân bao gồm cả vương sư phụ, ai cũng dẫn đầu vỗ tay. Bọn họ cùng Phùng Duệ một mực làm việc ở phân xưởng thứ hai. Phùng Duệ đối nhân xử thế, bọn họ cũng rõ ràng, cũng là độ hảo cảm rất cao. Giờ khắc này, ai cũng vỗ tay ầm ĩ. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Được rồi, vẫn là sửa xong trục bánh trước rồi nói sau. Thấy mọi người nhiệt tình như thế, phùng duệ nhất thời có chút ngượng ngùng sau khi cùng mọi người khách sáo hai câu lúc này hắn mới bắt đầu kiểm tra vật liệu tổng hợp trên bề mặt trục bánh xe sau khi trải qua gần nửa giờ liên kết vật liệu tổng hợp trên trục bánh xe này rõ ràng trở nên dính chặt quá trình tiếp theo tự nhiên là tiếp tục đánh bóng sau đó lại tiến hành lắp ráp mọi người đối với phùng duệ đã sớm tâm phục khẩu phục dưới sự chỉ đạo của phùng duệ một đám nhân viên công nhân trong phân xưởng thứ hai bắt đầu kết nối bánh xe trục dây vào trong máy cán thép. Khi bánh xe trục được lắp ráp thành công vào máy cán thép. Âm âm âm. Tiếng máy cán thép khởi động vang lên. Một nhân viên công nhân đang thao tác máy cán thép mừng rỡ. Cao hứng nói, được rồi, chủ nhiệm, máy cán thép xong rồi. Trào. Một màn này, phản phất đốt lên tâm tình của mọi người. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người tại hiện trường đều kích động hoang hô. được, được, được. chủ nhiệm lưu vốn vẻ mặt u sầu. nhìn thấy mấy cán thép xảy ra trục trặc dưới sự xử lý của phùng duệ. lại được phùng duệ tu sửa tốt, tâm tình của hắn lúc này cũng rất tốt. phùng duệ, tiểu tử ngươi có thể a? À. vương sư phụ cũng vui vẻ ra mặt. sự cố lần này được giải quyết thành công, phân xưởng thứ hai của họ cũng giải quyết được một vấn đề rất lớn hắn nhìn về phía phùng duệ đối với tên phùng duệ này lại có thể sửa chữa máy móc rõ ràng cảm thấy có chút ngoài ý muốn hắn tán dương lần này nhờ có phùng duệ nếu không công trình phân xưởng thứ hai của chúng ta sẽ bị chậm trễ phùng duệ công lao lần này của cậu không thể bỏ qua tôi phải tự mình báo cáo với chủ nhiệm lý và giám đốc dương nhất định phải thưởng cho cậu mới được chủ nhiệm lưu cười vỗ vỗ bả vai phùng duệ chủ nhiệm lý trong miệng hắn còn có giám đốc dương tự nhiên chính là hai người trong nguyên tác chủ nhiệm lý tên thật là lý đại hải cả ngày mặc một bộ chính phục màu đen bất quá tên kia cũng không phải là người tốt lành gì trong nhà có vợ còn quyến rũ nữ nhân viên lưu lam trong căn tin đệ nhất ngốc trụ về phần dương xưởng trưởng ngược lại là một vị lãnh đạo không tồi chủ nhiệm lưu hôm nay anh cũng ở đây thật ra tôi muốn khảo hạch kiềm chế Năng lực kỹ thuật của công nhân Kiềm cấp 4 ta nửa năm trước cũng đã khảo hạch qua. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể khảo hạch lại một chút, xem có thể thông qua khảo hạch Kiềm công cấp 5 hay không. Phùng Duệ nói với chủ nhiệm Lưu để cho bọn họ khen ngợi mình không có hứng thú gì. Hắn đem chuyện mình muốn khảo hạch kỹ thuật Kiềm nói một lần. Chủ nhiệm Lưu nghe vậy, nhất thời vỗ ngực, cười nói, thì ra là việc này, cái này không thành vấn đề, hôm nay tôi làm chủ lát nữa tôi dẫn cậu đi gặp chủ nhiệm Trần phụ trách khảo hạch chế độ kiềm của nhà máy chúng ta. Vậy làm phiền chủ nhiệm lưu rồi. Phùng Duệ thấy có hy vọng, không khỏi cười. Tiểu tử ngươi còn khách khí với ta cái gì? Cố gắng đi, ta coi trọng ngươi. Thấy Phùng Duệ khiêm tốn như thế. Thái độ đối với mình lại khách khí như vậy. Hảo cảm của chủ nhiệm lưu đối với Phùng Duệ lại tăng lên không ít. Vỗ vỗ bả vai Phùng Duệ đám người vương sư phụ cũng không khỏi thay Phùng Duệ cảm thấy cao hứng. Lối này. Phùng Duệ đang ở trong xưởng nói chuyện với mọi người. Không khí phi thường hòa hợp. Trong tứ hợp viện, tình huống lại là một chuyện khác. Bởi vì dịch trung hải, lão thái thái biết còn có bác gái dịch bọn họ ra ngoài thăm người thân còn chưa về nhà. Cửa phòng hai nhà đều không mở ra. Mà cây chủ yên ngốc kia sáng sớm cũng đi làm ở căng tin số một nhà máy cán thép về phần Tần Hoài Như cũng không ngoại lệ. Từ sau khi cổ đông hút chết, Tần Hoài Như cũng tiếp nhận phân xưởng thứ nhất, vị trí kiềm kẹp cấp một của cổ đông hút. Cho nên Tần Hoài Như đương nhiên phải đi làm. Em gái ngốc trụ Hà Vũ Vũ bởi vì thường xuyên ở bên ngoài đọc sách, cũng không ở nhà. Mà toàn bộ trung viện. Trước mắt là vợ của Phùng Duệ, Nhạc Khỉ La, Cổ Trương Thị và ba đứa cháu. Cổ Trương Thị đang ngồi trên kháng nạp đế dày lúc này cửa phòng phùng duệ khép hờ hai bóng dáng lén lút xuất hiện trước cửa nhà hắn anh chúng ta thật sự muốn đi trộm đồ trong nhà phùng đại ngốc sao nếu lát nữa bị vợ phùng đại ngốc phát hiện vậy chúng ta thảm rồi tiểu đương có chút lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mang theo vẻ sợ hãi lông cuốn trên đỉnh đầu tiểu bạch nhãn lan bỗng ngạnh giật giật một cái hắn tức giận trừng tiểu đương một cái nhỏ giọng mắng vợ của tiểu nha đầu phùng đại ngốc phỏng chừng đang ngủ trong phòng ngủ chúng ta sợ cái gì ngươi cũng không phải không biết chúng ta thường xuyên đi ngốc trụ nhà hắn lấy đồ vật vậy cũng có thể tính là trộm sao tiểu bạch nhãn lan ngành phổ cập cho tiểu đương một chút khái niệm trộm và mượn tiểu đương có chút ngây thơ nhất thời gật đầu vậy chúng ta đến nhà bọn họ mượn chút bột mì bỗng ngành nghe vậy lập tức cười hắc hắc vậy thì đúng rồi ngươi nhỏ giọng một chút chúng ta hiện tại liền đến nhà hắn mượn. Nói hết đi. Hắn liền mang theo hai người tiểu đương cẩn thận đẩy cửa phòng phùng duệ ra. Phát hiện cửa phòng cũng không có khóa lại. Vốn tưởng rằng trong nhà phùng duệ. Nhạc ỷ la sẽ ở trong phòng, kết quả làm cho hai người không nghĩ tới chính là trong nhà phùng duệ. Nhạc ỷ la tự hồ bởi vì có chút chuyện, người cũng không ở trong phòng. Thơm quá, anh, anh có ngửi thấy không? Trên bàn cơm nhà Phùng Duệ đang đặt một chén canh thịt heo cải tím đã nấu xong. Canh thịt heo này là nhà khỉ la sáng sớm nấu cho Phùng Duệ. Cũng không uống hết. Canh thịt heo rau. Cái này chết tiệt Phùng Đại Ngốc cùng lão bà thật đúng là biết hưởng thụ, có canh thịt heo uống cũng không cho chúng ta uống, đáng đời này chó hoang giống chết cha mẹ. Gậy ngạnh thấy trên bàn có canh thịt heo cải tím. Hắn nhất thời nuốt một ngụm nước miếng. Xông lên bưng canh thịt heo lên liền sôi sùng sục. Anh, em cũng muốn uống. Tiểu đương thấy bỗng ngạnh uống canh thịt heo, nàng nhất thời thèm ăn liền tái phát. Lúc này cũng có chút khẩn cấp. Vội vàng đi tới. P, S, dữ liệu rất đơn giản, có ai không? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 không một không tấn thăng lục cấp thợ nguội giả trương thị xui khiến ăn cắp bạn đang nghe tại truyện chấm audio chỉ biết ăn ăn lát nữa trở về có đồ ăn cho em em sẽ biết ăn bỗng ngạnh tự mình uống hết canh thịt heo cải tím hắn chỉ chia cho tiểu đương một chút uống tiểu đương có chút ủy khuất có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhận lấy canh thịt heo uống vài ngùng sau đó đem canh thịt heo đáy bát liếm một cái đáy con chó này sẽ uống canh thịt heo. Thấy nhạc ỷ la tựa hồ thật sự không ở nhà, lá gan hắn cũng lớn lên. Lục soát trong nhà một lúc. Mắt tam giác không khỏi rơi vào tủ đầu giường nhà phùng duệ. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Nơi đó rõ ràng đặt mấy tấm đại đoàn kết, còn có một ít phiếu lương thực phiếu dầu các loại. Hắn trực tiếp chui vào phòng ngủ. Cầm lấy tiền trên tủ đầu giường nhét vào túi. Nhưng mà hắn không có chú ý chính là, trong mấy tấm đại đoàn kết này, còn có một tấm giấy nhỏ màu trắng. Lại ở Phùng Duệ trong nhà lục soát một hồi, cuối cùng Thuận đi một bình xì dầu còn có hai ba cân bột mì sau. Trực tiếp chào hỏi em gái của mình. Hai người trực tiếp chạy về nhà. Hảo Ngạnh, Tiểu Đan, hai người các ngươi đi đâu rồi? Sao bây giờ mới về? Giả dạ gia. Dạ. Cổ Trương Thị đang ngồi trên kháng nạp đế giày đang nhìn thấy bỗng ngạnh còn có tiểu đương huynh muội hai người thần sắc vội vàng tiến vào trong nhà. Cổ Trương thị nhất thời nhíu mày. Chất vấn: "Bà nội, chúng ta..." Tiểu đang có chút sợ hãi cổ Trương thị, vừa định nói gì đó. Bỗng ngạnh lại đắc ý chạy đến trước mặt cổ Trương thị. Đưa mấy tấm phiếu lương thực cho cổ Trương thị, đắc ý nói: "Bà nội, bà nội, ta nhặt được mấy tấm đại đoàn kết, còn có phiếu lương thực." chợt nhìn thấy ba tấm phiếu lớn đoàn kết nhồi máu cơ tim cho mình còn có hai tấm phiếu lương thực một cân con ngươi cổ trương thị trong nháy mắt liền trừng lớn cô có chút khó tin cháu ngoan đây thật sự là cháu nhặt được bỗng ngành nghe vậy hắn vui vẻ nói bà nội không chỉ những thứ này đâu chúng ta còn nhặt được hai ba cân bột mì còn có nửa cân thịt heo bà mau làm mì cho chúng ta ăn đi con muốn ăn mì đúng vậy bà nội chúng con muốn ăn mì ăn mì, ăn mì, ăn mì. Hoa chỉ mới 2 tuổi. Cô nghe thấy có mì ăn, và điều này sẽ bò ra khỏi giường. Đôi mắt trong mông đập cái miệng nhỏ nhắn một cái. Hy vọng nói. Con nói với bà nội, tiền này từ đâu tới? Cổ trương thì tự nhiên không ngốc. Nàng lập tức đoán được cái gì, đem mươi đồng tiền còn có hai tấm phiếu lương thực cất vào trong túi. Về phần người giấy quỷ gì kia, thì bị cổ trương thị tiện tay ném lên giường. Một bên gối đầu. Tiểu đang hoảng sợ, cho rằng cổ trương thị muốn mắng bọn họ. Nhưng khi gậy gộc nói xong, bọn họ đến nhà phùng duệ trộm đồ. Cổ trương thị ngược lại không có trách cứ bọn họ. Ngược lại cao hứng sờ sờ đầu nhỏ của bổng ngạnh không hổ là cháu ngoan của bà nội, các con làm rất đúng. Các ngươi thật thấy rõ ràng, con dâu tiện nhân của Phùng Duệ không có ở nhà nàng thấp giọng thăm dò nói. Bà nội, chúng con vừa đến nhà nó, vợ nó không có ở nhà con hoang. Đúng vậy, bà nội, bọn họ không có ở nhà. Bỗng ngạnh và tiểu đang vội vàng nói. Cổ trương thì nghe nói như thế, trong lòng nàng nhất thời liền động tâm tư. Các con đều ở nhà, đừng ra ngoài, bà nội ra ngoài một chút. Nói hết đi. Cô liền trực tiếp đứng dậy. Rồi ra khỏi nhà ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà Phùng Duệ. Quả nhiên, cửa phòng Phùng Duệ đang khép hờ, nàng lặng lẽ đi tới trước cửa nhà Phùng Duệ. Vợ Phùng Duệ có ở đây không? Cổ trương thị làm bộ làm tịch hô hai tiếng. Phát hiện trong nhà Phùng Duệ không có động tĩnh. Trong lòng nàng có chút cao hứng, vội vàng đẩy cửa phòng tiến vào nhà Phùng Duệ. Ở bên trong chơi đùa một hồi lâu. Phàm là thứ đáng giá trong nhà Phùng Duệ. Ví dụ như trang sức, của hội môn các loại. Tất cả đều bị cổ trương thị thuận theo. Thậm chí cuối cùng còn đem hơn 90 đồng tiền mặt trong tủ đầu giường cất vào trong túi. Người tên tiểu giả chủng này, cho ngươi khi dễ giả gia chúng ta. Bảo ngươi không tiếp tế cổ gia chúng ta, lấy số tiền này của ngươi xem như bồi thường. Thật đúng là tiện nghi cho tên giả chủng ngươi. Cổ trương thị hừ hừ vài câu. Vừa rồi lặng lẽ rời khỏi nhà phùng duệ về phần vợ chồng phùng duệ và nhạc khỉ la nếu cãi nhau bà và cháu trai chỉ cần cự tuyệt không thừa nhận bọn họ trộm đồ không được sao hơn nữa trong viện tất cả mọi người xa lánh phùng duệ gia nàng cũng không tin phùng duệ có thể phản thiên làm gì cô ấy ông ý nghĩ này cổ trương thì đắc ý chạy về nhà gần như ngay lúc cô vừa bước ra khỏi cửa nhạc ỷ la mặc áo bông màu trắng không biết từ lúc nào đã đi vào phòng khách nhà phùng duệ nhìn thoáng qua canh thịt heo cải tiến đã thấy đấy trên bàn cơm còn có tủ đầu giường đã trống rỗng mấy tấm đại đoàn kết còn có phiếu lương thực khóe miệng không khỏi cong lên trong mắt kia vẻ trêu tức giống như mèo vần chuột vậy rất thú vị phùng duệ đồng chí không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ kỹ thuật kìm này cũng đã đạt tới cấp 6 thật sự là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn chủ nhiệm lưu đồng chí phùng duệ trong phân xưởng của anh đúng là một nhân tài nhà máy cán thép trong phòng làm việc của chủ nhiệm trần mặc một thân chính trang màu đen chủ nhiệm trần phụ trách khảo hạch kỹ thuật nhân viên nhà máy cán thép đang ngồi ở trước bàn làm việc để phùng duệ điền một chút tin tức khảo hạch còn có hiện trường khảo nghiệm phùng duệ phát hiện Phùng Duệ thật sự thông qua khảo hạch kỹ thuật kiềm cấp 6. Chủ nhiệm Trần Tiến cử Phùng Duệ với chủ nhiệm Lưu. Xem như có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão Trần, vậy khảo hạch kiềm công cấp 6 của Phùng Duệ. Trên mặt chủ nhiệm Lưu có ánh sáng, ông ta nhìn về phía chủ nhiệm Trần. Chủ nhiệm Trần nghe vậy, hắn ha hả cười, yên tâm đi, nếu như tiểu tử này còn không thể thông qua khảo hạch, vậy chúng ta trong xưởng phỏng chừng cũng không có cái nào kiềm công sư phụ có tư cách nói kỹ thuật thấy chủ nhiệm trần cam đoan như vậy chủ nhiệm lưu nhất thời cười phùng duệ còn không cảm ơn trần chủ nhiệm chủ nhiệm lưu nhìn về phía phùng duệ phùng duệ vội vàng nói chủ nhiệm trần làm phiền ngài rồi chủ nhiệm trần hài lòng vỗ vỗ bả vai phùng duệ tiểu tử tiếp tục cố gắng con đường của ngươi sau này sẽ đi rất xa hai vị lãnh đạo bồi dưỡng, phùng duệ ta suốt đời khó quên. Lãnh đạo thường nói, từng bước một, bất kể sau này tôi đi bao xa, hai vị lãnh đạo vẫn là lãnh đạo của phùng duệ tôi. Nhìn kìa. Người ta có thể nói chuyện chính là không giống nhau. Thấy Phùng Duệ biết nói như vậy. Ý cười trong mắt Trần chủ nhiệm và Lưu chủ nhiệm càng thêm hài lòng. Ở trong nhà máy, thợ kìm cấp 6 đã không còn là thợ kìm bình thường nữa quân bất kiến đệ nhất phân xưởng dịch Trung Hải, hắn là cấp 8 kiềm công. Cũng bởi vì hắn là thợ kiềm, một tháng tiền lương liền cao tới gần 100 đồng. Hơn nữa địa vị nói chuyện trong nhà máy cũng rất cao. Lãnh đạo cũng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, Phung Duệ bây giờ tuổi còn trẻ chỉ bằng vào công nhân kiềm cấp 6. Tương lai của hắn, tự nhiên làm cho Trần chủ nhiệm cùng Lưu chủ nhiệm hai người cũng không thể không coi trọng cùng lưu chủ nhiệm còn có trần chủ nhiệm bọn họ khách sáo hai câu. Sau khi thực hiện việc Phùng Duệ thông qua kiềm cấp 6, Phùng Duệ tiền lương cũng thành công từ nguyên lai cấp 4 kiềm công, thăng lên tới 76 đồng tiền. Ngày mai là ngày 16 tháng 10. Chỉ cần ngày mai bên khoa tuyên truyền trong nhà máy để nhân viên phòng phát thanh tiến hành tuyên truyền một chút. Chuyện Phùng Duệ bằng cấp. Cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền. ts số liệu ảm đạm, cầu ủng hộ, ô ô. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.